ấy thì em nghĩ là trà đá đường hay là trà đạo gì đều ngon hết anh ạ. Đúng vậy. Nhưng mà mình ngồi ở cái không gian này, ngắm cá rồi ngắm cây này, thì em thấy là trà đạo là nhất, đúng không anh Đức? Đúng rồi. Trà đạo bên người Nhật người ta đó là ngồi uống trà đạo đội nón là nón Nhật nè. Uống là cá coi mà cá coi. Ở đây là coi con cá bò bảy màu. Rồi ngồi ngoài đường về là xe bò hút cát qua là hút vào bây giờ. Hết nước rồi. Thôi để tôi vô tôi nấu nước sôi ha. Thôi ngồi chờ. Đâu? Để đây em đi lấy cho. À, không được. Cô Quanh đã là hồi nãy giờ cô Quanh đã nấu cháo cho tụi tôi ăn rồi. Bây giờ còn bắt cô Quanh đi nấu nước sôi nữa. Coi sao được. Không sao, anh cứ để. Thưa. Bây giờ thì mới là thừa chứ gì. Cái giò anh bị thương. Em Quanh là khách. Thì em thừa là đi chăm trà chứ gì. Biết rồi, nhưng mà ngồi thiền cái kiểu này nãy giờ không biết giọt bẻ, không biết đi được không đây nè. Đó, thấy chưa? Thấy nguy hiểm của cái Việt Nam chưa? Ơ dạ, ôi dạ. Không. Nè chú nhớ nha, nước sôi phải 80 độ mới bỏ trà vô được nha, vậy nó mới ngon, nghe không? Thôi kệ anh đi anh, mà anh, lúc nãy em có thấy anh nói cái vụ gì mà cải mạng, cái gì nhà đó anh chỉ cho em đi. À, nói chung là cái hướng nhà nó rất là quan trọng với một đời người ha. Nếu mà mình chọn cái nhà không đúng cái hướng với bổn mạng của mình là nó sẽ sập. À, sập đây có nghĩa là mình làm cái gì nó cũng không thành công. Còn nếu mà khi mà mình chọn cái hướng nhà mà nó hợp với mạng của mình á, mà có người đó đứng tên trên sổ đỏ nó thì cái vận may của người đó sao ào kéo đến đó cô. Anh ơi, anh thật là tuyệt. Anh nhìn thử coi cái phong thủy nhà của em, chứ em thấy cái con yến nhà em cái sự nghiệp càng ngày nó càng đi xuống. Anh coi thử cho em xem. Thật ra thì tôi đã từng đi ngang nhà cô Quanh rồi. Tôi nhìn thấy cái hướng nhà cô Quanh rất là hợp với phong thủy. Bây giờ chỉ cần chỉnh lại vài chi tiết nhỏ đó là coi như hợp với tất cả mọi người trong căn nhà đó. Thấy không? Chẳng hạn như là cô sử dụng vài loại đá phong thủy nó hợp là bảo đảm là sự nghiệp nó phát triển, tiền tài nó tự động nào ào nó kéo đến đó cô à. Ôi dồi ôi anh ơi, anh thật là tuyệt vời. Cái gì anh cũng am hiểu hết. Em sẽ làm theo anh. Mình chỉ cần đặt mấy cái hòn đá thôi đúng không anh? Ừ, mấy hòn đá phong thủy quan trọng lắm đó cô. Coi trong tủ lạnh có mấy trái quýt với lại dưa hấu đó, coi lột giờ ra rồi sắt đem ra đây mời cô anh ăn nha. Em út chứ không phải ô mà ô xin nha. Muốn ăn lăn vô tủ nha. Ok đó đi cô anh biết không, từ nhỏ tôi nuôi chiều nó tới bây giờ nó hư vậy đó. Thôi kệ đó. Một lát nữa cô Quanh có thời gian không? Có. Nếu mà cô Quanh mà có thời gian á, tôi mời cô Quanh đến cái hội phong thủy của tôi để xem những loại đá phong thủy nó rất là tốt. Ôi vậy hả anh? Ừ. Nhưng mà cái chân anh đang đau. Hết rồi. Làm bộ với nó vậy thôi chứ không có đau bao nhiêu hết trơn á. Trời, để mà biết em mình nó có thương mình hay không vậy thôi. Vậy là cô Quanh đồng ý đi phải. Vậy thì bây giờ chúng ta đi ha. Vâng. Mời cô Quanh. Có mà. Trời, ổng mà bé Diễm mất gừng này đi đâu rồi trời. A mà là ham lên cơn cái lộn. A mà alo. À, chú Thừa đó hả? Hả? À, anh mời cô Quánh qua bên hội triển lãm tham quan đá quý rồi. Hai người đi riêng à, không có ngủ em. Đâu có biết đâu, tưởng là chú không thích. À mà thôi, lỡ rồi ha. Thôi giờ chú ở nhà cô chừng nhà giùm anh. Nhớ cô chừng cửa nẻo cẩn thận đó nha, cô chừng ăn trộm đó. Còn nữa, tối về anh với cô Quanh sẽ mua cho chú một tô hủ tiếu xíu quách rất là ngon. Vậy nha. Anh Đức ơi, cái này đẹp lắm nè anh. Nào đi coi này. Trời còn nhiều cái đẹp lắm, cô cứ từ từ tham quan nha. Vâng. Ơi là trời. Ông ăn à, mà mất rồi mua mất gần. Ông mua mình tô rồi xí quách. Đoạn trường à. Hai người mà đứng lại đó. Súng xa nổ. Vũ khí vô mà vô tình. Hồi trước em nhớ má đặt anh là Hai Đức. Là Lý mà Nhân Đức. Rồi anh đổi tên Hai mà kỳ đà hồi nào vậy? Anh làm kỳ đà mà cản mũi hả? Anh là đồ bóng mà bóng đen. Nghe anh hồi nói, bây giờ có cô Quanh ở đây, chú không hài lòng anh cái điểm gì thì hôm khác mình nói chuyện được không? Không không, em muốn nói ngay bây giờ trước mặt cô và cô Quanh luôn. Tình cảm tía má dành cho anh em chúng ta từ tấm bé, anh đã lấy phần hơn. Em là thằng Út chỉ là một phần nhiêu thôi. Rồi bây giờ em có một chút tình yêu bên ngoài trước cô Quanh mà anh cũng là xí ngang. Anh cướp và cướp tình yêu của người ta, anh thấy mà được không? Anh Thừa,
Anh nói cái gì cướp? Anh lớn rồi mà, anh nói gì kỳ cục vậy? Chú Nga nói cho ông Yêu nghe rõ như thế này. Anh với cô Oanh chỉ là hàng xóm bạn bè rất bình thường thôi mà. Chú nghĩ đi đâu vậy? Hàng xóm bạn bè mà bình thường. Bình thường mà nắm tay mà riêng đi riêng, tay mà trong tay, mà anh mà em bình thường là như vậy sao? Anh hai à, ví dầu như con cháu anh nó có bỏ rơi anh á, anh có bơ vơ, có lạnh lẽo á, thì cũng không thể cướp tình yêu của người em mà quyết sống với mình chứ, phải không? Còn cô Oanh nữa, cô thừa biết tôi là yêu thầm trọn thương cô, mà cô nỡ lòng cô cặp kè anh hai tôi trước mặt tôi, như vậy là cô cũng là bóng đèn luôn. Bây giờ sao? Chú tính làm loạn cái nhà này phải không? Ai cướp cái gì của chú? Chú vô lý vừa phải thôi. Anh đừng có mà làm bộ. Em đi cuốn người cuốn cho bụng anh á. Chú đứng lại. Bữa nay tôi phải nói chuyện với nó rõ ràng. Chú đứng lại đó cho tôi. Anh ơi. Đâu? Cho anh ly nước ép với 2 ly sinh tố bơ nha. Trời ơi Min, mặt mũi con bị sao vậy? Thấy ghê quá. Màu của con đó ba. Bộ ghê lắm hả ba? Ừ. Vậy thì tốt. Ba không thích thì cô kia cũng sẽ chạy mất dép mà thôi. Vậy từ nay con sẽ không có mẹ ghẻ nữa. Nè, con bớt sinh sự đi nha. Đi vô trong kia rửa mặt liền cho ba nha. Đừng có tưởng ba không biết là con đang bày trò gì. Nghe lời ba đi, ba mua cho búp bê mới. Không, con không muốn đâu. Con muốn ở bên ba mà. Min à, con biết điều một chút đi. Ba hứa là sẽ luôn yêu thương con, nhưng mà ba cũng cần có người yêu thương chăm sóc ba vậy. Con hiểu không? Con mà không nghe lời ba nha, ba trả con về cho mẹ nuôi con đó nha. Ba không nuôi con nữa đâu. Cứ phải đợi dùng biện pháp mạnh mới chịu. Con với cái. Ủa, Hằng, em tới rồi hả? Có chuyện gì thì anh nói nhanh đi, tôi không thời gian ở đây sàm ngôn với anh đâu á. Em cứ ngồi xuống trước đã, nghe anh giải thích nè. Anh cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Bất đắc dĩ cái gì? Chuyện của bé Min, nhiều lần anh cũng muốn nói cho em nghe rồi, nhưng mà anh chưa có cơ hội. Chưa có cơ hội hả? Hay là anh cố tình giấu giếm tôi? May mà tôi chưa đồng ý quen anh á, chứ không là tiêu đời đứa con gái tân như tôi rồi. Hằng, anh không mong em tha thứ cho anh, nhưng mà anh mong em hiểu. Anh đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, rồi làm cha đơn thân, cũng vì gánh nặng sự nghiệp mà anh nghĩ là mình sẽ sống như vậy tới suốt đời. Nhưng mà kể từ khi gặp em, tình cảm anh dành cho em là thật mà Hằng. Nhưng mà đó không phải là lý do để anh thử lòng tôi. Và anh cố tình nhiều lần lừa dối tôi như vậy. Mới thời gian đầu mà anh đã như vậy rồi, rồi sau này thì sao? Đậm sâu hơn thì sao? Anh có chắc là anh sẽ không làm tổn thương tôi không? Tôi thấy đủ rồi, mình nên dừng lại từ đây là được, ok? Hằng, em đừng đi mà Hằng. Buông tôi ra. Hằng. Cô kia, cô làm gì hả? Ba có sao không ba? Cô gì ghẻ kia, ai cho bạn ba tôi? Min, đừng có hỗn, đây là Min con gái của anh. Chào cô đi con. Con nói ba rồi, không có ai thương ba hết trơn á, chỉ có Min mới thương ba thôi. Bao nhiêu tiền con mới chịu nghỉ chơi với ba con? Con còn một con heo có 500 ở nhà á. Cô thích thì cô qua lấy đi. Nè, con gái, con để dành tiền để mà ăn kẹo đi ha. Cô đâu có thích ba con đâu mà nghỉ chơi với ba con. Mắc gì cô không thích ba con? Ba con là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời á. Cô mà không làm bạn với ba con thì cô sẽ ân hận cho mà coi. Đúng. Em mà không chịu quen với cha con anh á là em hối hận suốt đời đó. Em cứ qua nhà anh đi, tiếp xúc với cha con anh rồi từ từ hiểu nhau. Lúc đó em muốn từ chối cũng chưa muộn mà. Nha Hằng. Nha. Ba. Cái gì? Đuổi con Hằng về đi ba, đừng có cho con Hằng qua đi chơi nữa. Con hay quá ha. Vậy ba hỏi con nè. Hôm bữa ai nói với cô Hằng á là cô mà không quen ba của con là cô sẽ hối hận cho mà coi, hử? Ai nói? Thì con cũng đang ân hận lắm nè. Ai mà ngờ đâu vì con quá dễ thương đi cho nên bà cô đó quay xe. Đúng là sai lầm mà.
Thôi đi bà cụ non. Nè, cô Hằng tới rồi đó. Con á, con liệu ngoan ngoãn đi. Con mà lạng quạng á là ba đưa con về cho mẹ nuôi đó nha. Bây giờ lấy sách tập ra học bài nhanh lên. Con sẽ không để yên chuyện này đâu. Con sẽ hù cho bà cô kia sợ chạy mất dép luôn cho bà coi. Em ngồi đi. Em đồng ý tới nhà của anh vui lắm. Anh đừng có dội vui mừng. Chẳng qua là tôi thấy bé Minh nó dễ thương, tội nghiệp nên mới đồng ý tạm cho mình cơ hội thôi đó. Bạn chéo nữa thì được đi ha, bạn chéo. Con làm gì vậy? Con muốn bị đòn hả? Không, mà ba. Con bé chỉ giỡn thôi mà. Tôi cũng không có sao đâu. Em thấy cảnh này quen không? Giống như là anh Lan là ba, còn em đang là mẹ bảo vệ con của tụi mình vậy đó. Anh gan quá. Ai thèm. Em ngồi đi, anh lấy nước cho em nha. Anh đi nghe điện thoại chút, công ty gọi. Wow, biết tự tô màu luôn ta. Cái này khó lắm đó nha. Tôi không được để cô chỉ cho. Cô Hằng ơi, giờ con không tô màu nữa đâu. Hay là cô Hằng chơi với búp bê với con nha. Chưa có tô mà. Không làm bài xong á, mà chơi là ba vô ba la hay sao? Thôi, cả ngày ba bắt con học rồi, chém chót luôn. Hay là cô Hằng chơi con một xíu lo, xíu nha. Một chút thôi đó nha. Chơi xong là phải tô, ok không? Dạ. Giờ con muốn cô chơi với con cái gì? Chơi búp bê nha cô. Cô có thấy con búp bê này có đẹp không? Đẹp. Y chang như cô vậy. Trời, con làm gì vậy Min? Ba ơi, ba. Hồi nãy lúc mà ba ra ngoài á, cô Hằng không có cho con tô màu mà cô Hằng còn làm hư búp bê của con nữa nè ba. Cô Hằng là mẹ mệt đó ba, đuổi cô Hằng về đi ba. Trời, anh tin lời con bé hả? Bé Min, gom đồ lại, ba dẫn con về cho mẹ con nuôi. Ba không có nuôi con nữa. Thôi thôi bà ba, tại sao ba tin lời cô đó mà ba không tin lời con? Bây giờ sao? Bây giờ không muốn về mẹ đúng không? Vậy thì gom đồ chơi cất, làm bài tập xong úp mặt vô tường hối lỗi cho ba nhanh lên. Bây giờ sao? Bây giờ nghe lời hay là muốn về cho mẹ nuôi? Bé Min nhà anh nó là vậy đó. Mấy cái trò của nó anh rành lắm. Xin lỗi em nha. Đây, có đồ ăn rồi đây. Lâu lắm rồi anh mới vô bếp đó. Nhìn cái gì? Chưa có hết thời gian phạt là con chưa có được ăn đâu. Em biết không, mấy cái món này nè, bé Min nhà mình thích lắm. Em ăn đi. Anh, hay là đừng có phạt Min nữa được không? Cho Min ăn chung với mình đi. Đâu có được. Cái nào thưởng là thưởng, phạt là phạt. Bé Min nó chưa biết nó sai ở đâu á là cho nhịn đói luôn. Ăn đi em. Ba ơi, cho Min xin lỗi. Min biết lỗi rồi. Con biết lỗi chỗ nào? Min lỡ bán nước cô Hằng, còn tự ý nghỉ học để thừa cô Hằng. Lần này là ba tha nha, lần sau á là ba phạt nặng hơn đó. Xin lỗi cô Hằng đi. Dạ. Cô Hằng ơi, cho Min xin lỗi nha, ngày mốt con không dám nhịn ở đâu. Tha lỗi liền, tha lỗi liền. Đi qua. Dạ. Con mời ba với cô ăn cơm. Đây, trứng mà Min thích nhất đúng không? Ăn đi. Cô Hằng. Em ăn. Ăn đi con. Hai cái thứ này là cái giống gì ta? Cô bỏ cái nào vô trước? Trời trời trời. Hôm nay bị bão tố phong ba gì mà dì Út nay vô đây nấu nướng hả? Làm gì vậy? Ủa, lần đầu tiên thấy phụ nữ vô bếp hả?